Ngày 16 tháng 8, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hơn 30 kg ma túy thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Qua 2 tháng theo dõi, cơ quan chức năng đã phát hiện 10 bưu kiện quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu có nghi vấn do cùng một đối tượng gửi từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Điểm đến cuối cùng là các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Sáng ngày 16 tháng 8, các đơn vị đã mở kiểm tra và phát hiện thu giữ tổng cộng hơn 29 kg ma túy tổng hợp MDMA dạng viên nén, thuốc lắc và hơn 1,4 kg ketamine. Toàn bộ số ma túy được ngụy trang trong ruột những viên kẹo sô cô la hoặc để lẫn trong các gói bánh với phương thức đóng gói bao bì, trọng lượng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bắt giữ gần 50 vụ liên quan đến vận chuyển trái phép hàng cấm là ma túy, thu giữ gần 150 kg ma túy các loại.